Khải Quyền đoạn 1 Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây vì thì giờ đã gần rồi Giăng gửi cho bãi hội thánh ở xứ A-xi, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có đã có và còn đến cùng từ nơi bãi vị thần ở trước ngôi ngài lại từ nơi đức chúa giêsu christ là đấng làm chứng thành tín sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm chúa của các vua trong thế gian đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước ngài nên thầy tế lễ của đức chúa trời là cha ngài đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng amen kìa ngài đến giữa những đám mây mọi mắt sẽ trông thấy cả đến những kẻ đã đâm ngài cũng trông thấy hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cả ngài quả thật vậy amen chúa là đức chúa trời đấng hiện có đã có và còn đến là đấng toàn năng phán rằng ta là alpha và omega tôi là dân là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn về nước về sự nhịn nhục trong đức chúa giêsu tôi đã ở trong đảo gọi là Bác Mô vì có lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardes, Philadelphia và Laodicea bây giờ tôi say lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì vừa say lại thấy bảy chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người mặc áo dài thắt đai vàng ngang trên ngực đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng như tuyết mắt như ngọn lửa chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn tai hữu người cầm bảy ngôi sao miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng đừng sợ chi ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng là đấng sống ta đã chết kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Vậy, hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy và những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Tức là sự màu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh. Còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy.